doanh thu của Bamboo Airways vượt 13.000 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh Bình Định vừa có văn bản tri ân tới công ty cổ phần hàng không Che Việt Bamboo Airways, trong đó cho biết doanh thu của hãng hàng không này vượt ngưỡng 13.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Bamboo Airways cũng đã nộp 546 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2022. Đây cũng là số tiền thuế kỷ lục, cao gấp hàng chục lần so với số tiền thực nộp bình quân hàng năm về trước. Theo Cục thuế tỉnh Bình Định, đây là sự kiện vượt quá mong đợi, tạo nên bước ngoặt ngoạn mục trong công tác quản lý nợ thuế. Hồi tháng 7 năm 2022, chia sẻ trên trang cá nhân, cựu CEO Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển giao hãng hàng không này cho nhà đầu tư mới. Tới tháng 8 năm 2022, ông Dương Công Minh, nhà sáng lập Him Lam Group, chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, đã trở thành cố vấn cao cấp hội đồng quản trị của Bamboo Airways. Quyết định được công bố sau khi hội đồng quản trị Bamboo Airways được kiện toàn bằng loạt nhân sự mới. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, FLC ghi nhận giá gốc của khoản đầu tư tại Bamboo Airways ở mức 4.015 tỷ đồng, chiếm 21,7% vốn cổ phần. Đáng chú ý, FLC ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 1.268,9 tỷ đồng từ khoản đầu tư vào hãng bay này, tăng 767,6 tỷ đồng so với đầu năm.